Đồ này là 55. Đồ này là 55 ngàn. Là có một khứa cá nè, một khứa cá lóc bự nè. Lấy con tua 220. Ok, con dê luôn. Ờ, anh nè, anh nè, ảnh nè cô. Ảnh là người ăn á. Mình ảnh ăn đó cô. Phải không? Phải không? Ồ. Oh. Đây. Hello, chào mừng cô chú anh chị và các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Funny Hùng đây. Ở Xuân Lộc đâu rồi ta? Muối gì vậy? Bánh cua. Hai cái. Đúng rồi. Bánh này bánh tuổi thơ nha. Đó, trời ơi, ăn cái ăn lót dạ. Trời ơi. Đi quay clip ăn có hai cái này sao đủ đô anh? Mà đã vậy còn cho em cái nữa chứ. Thôi người anh tốt bụng quá rồi. Tại tới chợ Tân Định á. Nhiều món quá anh không biết lựa món gì. Em lựa giúp anh món đi. Cho người anh đã nghĩ đến người em, tính tặng cho người em một cái bánh cua nữa. Nên hãy nhìn đối diện 123 Nguyễn Hữu Gầu, quận Nhất nha. Thì anh sẽ thấy một cái quán bán rất là nhiều món. Đây. Đó. Thấy chưa? Đó nha. Bún riêu, canh, bún mì quảng, rất là nhiều món luôn. Giờ mình sẽ vào quán đó gọi cho có lọc món. Bún mắm nha. Đi vô thôi. Dạ chào cô. Vâng. Dạ. Cô ơi, con thấy tủ đồ của mình bày lên hấp dẫn quá. Wow, quán mình là bán những món gì vậy cô? Quán mình là có bún mắm, bún thái, bún măng vịt nè. Wow. Rồi bánh canh cua, miếng gà, mì quảng. Nhiều ghê luôn, nhiều khi cô bán mà cô không nhớ hết món. Quán mình là bán đây được bao nhiêu lâu rồi cô? Nếu mà nói mà cô bán từ xưa giờ á là phải 30 mấy năm rồi. 30 mấy năm luôn. Ba mấy năm là cô bán, hồi xưa là cứ đi vòng vòng. Nói chung là giờ mà khách hàng quen lâu năm vẫn còn nhớ cô. Nhận ra cô. Ồ, vậy là trước đây là cô bán đi vòng vòng, giờ là mình có được một cái chỗ ngay đây để mình bán cố luôn. Cố định. Cố định luôn và bán rất là nhiều món. Và trước kia thì cô bán món gì là chính? Trước kia là cô bán món là bún mắm, bún thái, bún bằng vịt là chính. Vậy con đến đây là con tính ăn bún mắm là đúng rồi. Là nhìn cái miếng heo quay nè cả nhà ơi. Ồ, mình bán thì từ mấy giờ đến mấy giờ cô? Từ 5 giờ sáng cho tới 5 giờ chiều. Dạ. Và con mình nghĩ ngày nào không ạ? Không có nghỉ. Dạ. Bên mình thì giá các món ăn sẽ như thế nào cô? Giá trên Now Bean á thì là 60.000. À, Now By Min. Low Fit đều là 60.000. Low Fit luôn. Dạ. Rồi còn nếu mà khách ăn tại chỗ là 55.000. 55.000 một tô. Ví dụ như tô bún mắm là 55. Để cô làm cho con thử một tô nha. Có khách không? Có khách ăn không cô? Có, ăn ký. Rồi để cô làm thử một tô cho cả nhà coi nè. Ô, có khách nước ngoài nữa nè cả nhà. Có chứ. Ở đây là quận Nhất mà nên khách nước ngoài cũng nhiều quá. Khách nước ngoài là một. Cái điều thứ hai mà coi tụi con lên YouTube cô là khách ở bên đó nhìn thấy cô là tao biết liền á. À vậy hả? Là nhìn cô tên thì... gì? Cô Bông đúng không? Cô Bông. Chứ xưa giờ là một tên một con. Dạ. Cô bán khách nước ngoài vậy là chắc là mấy chị này là cũng biết tiếng Anh đúng không? Mấy chị cũng đó, mới giao tiếp được với khách nè cả nhà. Rồi. Đây. Một tô bún mắm để coi cô làm như thế nào nha. Rồi. Wow, chuyên nghiệp quá. Cái này là cá đúng không cô? Cá con, một khứa cá lóc, hai con tôm bự. Hai con tôm bự. Bốn miếng thịt quay, bốn miếng mực. Đó. Cái này là mực á hả? Mực con. Ôi con tưởng cá không á. Mực con. Đó, một tô bún mắm là như vậy nè cả nhà. Rồi. Đó, một đó là 55 ngàn, dạ. Trên mạng là 60 ngàn. Ở đây con thấy đầu cá nữa. À, đầu 60 cá. Là do mình ship nữa. Ship chiết khấu. Chiết khấu. Chiết khấu cho hãng. Đó mà vậy con thấy là cô cũng chịu một phần đúng không? Dạ, đúng rồi. Ồ, cô chịu một phần cho khách. Còn đầu cá là cô bán 40 ngàn một cái. 40 ngàn một cái ha. Ở đây thường món nào là đắt khách nhất cô? Mắm. Bún mắm hả? Bún mắm là đắt khách nhất. Mắm thái là đắt nhất. Bánh thái, dịch là ba món là đặc nhất. Dịch đó hả? Nè, dịch nè cả nhà. Bún măng dịch nè đó.
đó. Nhiều dịch nè, sáng 10 là giờ là hết rồi đó. Dạ. Giờ là hết rồi đó. 50.000. Vậy là sáng sớm là nhiều nhất đúng không cô? Sáng sớm là nhiều nhất. Dạ. Gà thì 45.000, còn dịch thì 50.000. Dịch thì 50.000. Đây con mượn thử cái tô này dạ, nha. Dạ. Rồi. Tô này là 55. Tô này là 55.000. Là có một khứa cá nè, một khứa cá lóc bự nè. Đây là một tô nhiêu? 55. Cô lấy con 4 tô. Lấy con tô 220. Rồi có trang nước lèo chứ không? Có luôn. 4 phần 4. Cô để đây. Rồi đồ ăn thì cô để lên trên cho con. À chắc cô tưởng mua mang về hay gì nè đúng không? À chắc cô tưởng mua mang về. Ăn ở đây luôn đúng không? Ăn hết luôn á. Đúng rồi, ăn hết luôn. Cá lóc này. Cá lóc con. Cái này đố anh là cái gì? Từ từ nha, từ từ nha. Nè cái miếng này nè. Này hả? Miếng nhỏ nhỏ á. Đây, đúng rồi, bao tử cá. Sai, mực á. Em thấy lạ ghê á. Mực sấy á con, mực trên ta sấy. 2/4. À cái kia giống nước của bò kho á vậy con. Cái đó là bún riêu. Còn nồi nước lèo trong kia kìa con. À mình có nhiều nồi quá ha. À còn món bên nào trong ra món đó. Còn bên trong nữa nè cả nhà. Ừ. À cô hai mặt tiền luôn. À hai mặt tiền con. Trời ơi. Cái món trong đó là tủ rau với nước lèo đậm đó. Dạ. Rồi, 3/4. Hay một phần nữa. Cô biết nói tiếng Anh không? Không, có con cô rồi nó lập bẹp kìa. Con cô biết ha. Đây nè, bé đẹp, bé Thảo, con anh hỏi gì nè con. Không lên đâu. 4 phần nha. 4 phần, bốn cả phần nhà cá ơi. Trời ơi, miếng heo quay rồi. Cô hỏi chặt nha. Heo quay của con 4 phần mà cô giữ nguyên luôn, hỏi chặt luôn. Biết rồi. Dạ. Trời ơi, giòn quá. Ừ thì như quay nó giòn cả nhà, tôi đi lựa thịt, tôi về nhà cô bỏ lò cô quay mà. Lò cô luôn á, lò nhà không, mình luôn. Lò bỏ lò cho người ta quay. À cho người ta quay. Ừ. Mà thịt thì mình lựa. Thịt thì mình lựa, wow. Mình đi lên mình lựa. Dạ. Để lựa thịt. Rồi đây tới mực nha. Mực sấy cả nhà là nha. Bắt đầu con nhìn con tưởng mấy cái miếng cá con. Miếng cá mà người miếng ta lóc ra. Cá đó hả? Miếng cá phải phi lê á hả? À phải cá phi lê á. Mực sấy con. Dạ. Khi vậy nó mới miếng dai, miếng mực nó mới ngon. Rồi 8 con tôm siêu to khổng lồ nữa. Tôm nhỏ thì á, tôm nhỏ. Dạ. 3 4. Chưa có đủ. Ừ. Còn cô trang trí luôn cả nhà, mỗi góc là một phần đồ ăn luôn. À, quảng cáo sao là y bán y như vậy, không có. Dạ dạ. Không. Đó, giống không. Như cái miếng heo quay nè cả nhà. Hồi nãy cô chặt rồi cũng miếng cỡ như đây cho một tô cho khách đó. Có sao cô bán vậy? Chơi lên trên mạng sao là bán vậy, nên khách hàng ở trên Bebin chịu lắm, chịu cô lắm, nó là đồ ăn dư y như hình chụp. Y như hình chụp chứ không phải chụp hình vậy mà bán khác. Dạ. Rồi. Đến chợ Tân Đình thì cứ tìm tên cô Bông đúng không? Đối diện 123 đúng không? 123 Nguyễn 123 Nguyễn Hữu Cầu. Hữu Cầu là gặp quán cô nha. À. Giờ cô trang nước lèo giùm con nha. Được không anh? Đẹp đẹp không? Đẹp không? Được chưa? Dạ rồi, trang nước lèo giùm con nè. Vô cô Bông nè. Vô đây. Ô nước lèo cô mới đi vô trong. Đây. Nước lèo nè cả nhà. Đó, nồi nước lèo nè. Ôi, măng vịt. Ừ, bún măng vịt. Bún măng vịt. Ừ. Trời ơi, cô nấu với xương gà. Xương gà nè cả nhà. Cô hàm ăn xương. Cô hàm ăn xương nè. Quay lại với tô bún mắm nha. Cô sao cô bán nhiều món vậy cô Bông? Thì khách hàng trên mạng, trên nào mà con. Dạ. Thì cô mình phải chiều theo khách chứ. Ok, con dê luôn. Ờ, anh này ảnh rồi cô. Ảnh là người ăn á. Mình ảnh ăn đó cô. Phải không? Phải không? Rồi. Nóng mà con. Nóng, nóng, nóng. Đây. Một tô bún mắm. Đây. Chào cô. Cô có kênh có tụi con đúng không? Dạ, we are eating bún mắm. Yeah, bún mắm. Yeah. This is four bowls. Four in one. Yeah. Okay. A few moments later. Rồi, vô thôi. Bọn xin lọc xe thử thách 4 tô bún mắm nha. Sẵn sàng chưa? Chưa sẵn sàng lắm. Ừ. Chưa sẵn sàng cũng phải ăn thôi. 3, 2, 1, bắt đầu. Đây, ngồi đây thì nó cũng ổn định vị trí rồi. Nên mình xin phép là uống nước trong cái ly nha. Mưa tới rồi Hùng ơi. Gặp bún mắm mà sao chuẩn bị, không chuẩn bị lâu quá. Dạ,
mời ông bà cô chú và quan viên hai họ cùng đến với món bún xà bún mắm nhà. Trời ơi, topping nhiều quá ông ơi, full rồi, full topping đắt đập quá. Lâu lâu quay về trung tâm quận nhất, chúng ta khám phá những cái ẩm thực ở những khu chợ nào. Bún mắm nói chung là quán này ở ngay khu vực quận nhất cả nhà, cho nên có rất là nhiều người khách nước ngoài luôn. Tại vì thường những người nước ngoài mà đến khách sạn ở đây thì các bạn tiếp tân sẽ lễ tân sẽ hướng dẫn cho các bạn khách nước ngoài đến những cái quán hoặc là những cái khu chợ nổi tiếng ở Sài Gòn, và chợ Tân Định là một trong số đó. Đúng rồi. Wow, cơm to lắm nha. Ổn áo không? Không ổn áo đâu. Nên này, nãy hỏi sẵn sàng chưa thì chưa, giờ ăn không ổn áp. Mình thấy cái này mình thấy ngọt quá cả nhà. Mình liên tưởng đến những cái món bún mắm mình đã ăn. Bún mắm ở Phan Rí, bún mắm Sáu Kèn đều có những cái cục nãy quay ra. Nên em hôm nay em biết và em đã đâu có gọi cho anh miếng khổng lồ đâu. Nếu mà thanh niên này đứng đó là thanh niên sẽ gọi miếng khổng lồ cả nhà. Thanh niên thích ăn miếng khổng lồ đó. Không. Đúng không? Hôm nay phải lùi bước đúng không? Em biết anh nhìn con này anh cũng nản thiệt. Tại vì nhưng mà 55.000 thì nó có giá của 55 anh. Đúng rồi. Giá 55 thì thường nó sẽ cao hơn hoặc bằng các món phở hay phở có một số nơi gì sao. Đúng như em nói rồi. Đó với mức giá 55.000. Miếng heo quay nó phải như vậy nè. Ừ. Vẻ mặt của Võ Sĩ Lộc nó thất thần rồi. Wow. Thịt rất là dai. Tẩm ướp bên ngoài, lớp da, lớp mỡ. Rồi cô nhìn ơi, lớp mỡ. Đúng rồi. Mỡ rất là nhỏ. Đúng rồi kìa. Wow. Chính xác rồi. Thanh niên này nè, hay ăn trên clip nè, cô thấy nè. Ý cô là vậy á. Cô nói á, heo quay này là do chính cô đi chợ mua về. Còn quay thì quay ở lò của người ta. Đúng rồi. Cá lóc Hồng ơi. Cá lóc. Cái con cá lóc chóc này. Mình ăn những cái quán bún mắm trước đây á, ít chỗ là sẽ có món cá lóc mình lắm. Nên mình phải trân trọng miếng cá lóc này thôi. Niên này nhìn mặt hướng gian luôn. Tính mời đúng không? Tính mời đúng không? Wow. Tính mời thì làm một cái dĩa cho em đi. Cái chén nhỏ cũng được. Hơi bị nhiều xương. Ở đây còn nguyên khứa mà. Rồi. Tương dụng nhiều quá. Cẩn thận không? Cẩn thận là dễ bị tập lắm á. Có tới 4 phanh lần nha. Đúng rồi. 4 phanh cá lần. Đó hả? Lựa lên đi. Hôm nay anh em mình đổi gió qua quận nhất nè. Những ai mà nói anh em mình làm clip ở quận nhất thì điểm danh nha. Có bạn gì á? Bạn nói lâu rồi. Bạn nói lâu rồi. Không nhớ tên. Hôm nay em thấy bạn comment luôn. Mắm me này ăn chấm thấy sao? Chấm vị hoàn toàn không có giống mùi chanh. Cũng hoàn toàn không có giống mùi bưởi. Chỉ có mùi me thôi. Ok. Sườn quá đúng không? Sườn quá. Không ổn đâu mày. Anh là thánh ăn cá lóc, thánh ăn xương mà. Nhưng mà những miếng cá lóc này nó mỏng á, sợ anh trộn lên nó sẽ bị lẫn xương vào cái bún quá. Dạ. Ăn mà giống như thử thách vậy à. Ăn mà giống như đang vượt lên chính mình á. Nên anh sẽ phải kêu lùng dòng họ của cá lóc này mới được. Đúng rồi, ăn trước đi. Tách nó ra. Tách ra và ăn trước đi. Trời ơi, to chưa? Đúng rồi, bỏ vô đây nè. Bỏ vô đây mình tách ra thì xương nó sẽ nằm ở ngoài, nó không bị rớt vào nước. Thấy thông minh không? Thông minh à. Lâu lắm mới thấy một pha thông minh chính xác. Phải thông minh ghê. Cái chỉ này cho thêm mắm vào nữa anh ơi. Cho thêm gì? Nước mắm á. À. Ăn giống như có cái vị mắm này là mắm. Nó đã bao gồm luôn nước mắm này kia rồi mẹ. À. Đây, còn. Nhìn cái khoanh cá này nó mịn mịn quá. Nó theo kiểu trắng nó quá. Vô lên này nói nó trắng nha, nó trắng mà nó có hai cái đồi đó nè. À, nhìn như hai cái bờ. Hai cái bờ sông á. Ở giữa là một cây suối chảy róc rách. Ôi.
Hay đó. Hay không? Hay. Hay quá nên phải ăn hết thôi. Em không cảm nha. Ở đây mình quay nó hơi bị mất đầu hoặc là mất đồ ăn. Ê, nhìn nè, do là cái góc mình ngồi á là ngay cái đường đi vô chợ, mình không thể nào mình ngồi ra giữa được. Thôi thì mình liều mạng mình ra giữa luôn. Đó. Đấy. Nè, thấy anh em mình cống hiến chưa? Thì cùng hát với anh em mình. Cả nhà ta cũng thương yêu nhau, xa là súp, gần cũng súp luôn. Lát anh hát sau. Em giờ kêu gọi súp là sự hy sinh ngồi giữa đường của em rồi. À. Do. Lớp da thì như thế nào? Lớp da bên ngoài vẫn còn giữ được độ giòn, nhưng mà khi ngắm vào nước bún mắm rồi nó đã bị quyến rũ và trở nên mềm mại hơn. Ok, giống như một người con trai quyến rũ một người con gái, chinh phục người ta phải xen kẽ giữa cứng cáp và mềm dẻo. Thì cả nhà ơi, ở đây ngoài không gian ngồi đằng trước thì quán còn có không gian ở bên trong nữa, nên cả nhà có thể kéo đến ăn lấp không gian quán luôn cũng được nha. Giữ xe thì mình sẽ để ngay đằng trước nè. Nơi có cà tím không? Cà tím đúng rồi, hồi nãy em thấy con có múc mấy miếng cà tím nữa. Qua những miếng cà tím này đã bị nát ra, chắc là do nấu nước lèo lâu quá. Không cái em ơi, không cái nha. Trời ơi, cảm giác mà bây giờ em đang ăn no á anh Lộc. Xong rồi nhớ lại cái lẩu mắm 75 không tên ở Cần Thơ. Đêm đó em ăn quá nhiều cà tím. Giờ mình cảm thấy ký ức ùa về quá. Nhưng mình vẫn sẽ cố gắng cùng Võ Sư Lộc review hết món bún mắm ở quán bún mắm Tân Định Chợ Cô Bông. Bún mắm Tân Định mình nói trước cả nhà là bún mắm mình xin phép là không có phết nước nha. Tại vì sau nó sẽ hơi mặn đó cả nhà. Với lại cái này nếu mà đồ ăn không cũng quá trời rồi. Đúng rồi. Thôi, hình như em thấy vậy nè anh Lộc, dường như những quán bún mắm á, biết là người ta thường không có bát nước, cho nên người ta hay bán nhiều đồ ăn. Để mình cũng có lý á. Cái này giống như cái gạo để múc nước á cả nhà. Rồi. Mình sẽ múc nước mắm vào đây nè. Nó sâu như vậy hả? Đúng rồi. Rồi. Chương. Anh có cái gạo mà anh ăn mất cái gạo rồi sao anh múc vào những chỗ sâu? Anh phải để anh cái gạo rồi. Cá lóc là nhiều xương lắm cả nhà. Ai mà biết ăn cá lóc á. Như ba bầu mình mà biết ăn cá lóc á thì mấy con cá lóc này chỉ là chuyện nhỏ thôi. Ai có cuộc thi ăn thi cá lóc không? Coi ăn nhanh lắm. Cuộc thi này sau khi ăn xong khi mở miệng ra xương hay đâm vào những nơi trong miệng. Nhưng mà sợ nhất là đâm vào kẻ nú á. Kể anh em một kỷ niệm. Em xuống nhà ngoài á, bên bờ nhậu thì mấy vườn với mấy cậu á có cái món cá lóc nướng hươu rơm. Đúng rồi, lóc hươu rơm. Thường mấy cậu mấy vườn á sẽ bóc một cái miếng thịt từ ngưỡng cá lóc ra, bỏ miệng nhai và nhận xương ra. Nhưng lúc đó em đâu biết đâu, em cứ nghĩ là cuộc đời luôn màu hồng á, mà em lúc đó cũng hơi tẻn, uống vô miếng rồi. Nên mấy cậu đưa cứ bày bỏ miệng nhai á, và cái kết là cái đó rất là nhiều xương, đâm nha răng ra xương đâm vào cái nú. Đúng rồi. Phải gồi gỡ ra, em phải lấy lưỡi em chắp. Dạ. Giò đụng xương thì mình sẽ không có nhai mạnh nữa. Tại vì thường ở nhà thì hay lựa những cái món không xương ăn cả nhà, nhưng mà nếu mà ra ngoài bàn nhậu á thường mấy chú là có gì xài đó cả nhà, nên xương khủng khiếp luôn. Từ đó trở đi mình không dám ăn cá lóc hươu rơm nữa. Cá lóc nướng mía cũng được. Cá nướng mía ngay đường Tân Kỳ Tân Quý. Còn nhiều cá lóc quá. Bị banh họng qua sọt cái mía, từ họng cho xuống gần đuôi luôn. Không biết lúc đó nó chết chưa hả? Tưởng tượng ra mình mà bị cái dùi cui sọt ra. Mà không biết lúc đó là nó chết chưa? Nó bị gõ đầu quá em. Lên gõ còn sống á. Tính là kiểu đang nằm dưới nước lên gõ đầu, lấy cái chày gõ đầu đang giật nè, há họng ra. Ôi. Cảm giác mà đau gần nhân đôi đó ha. Gặp mà đâm mà chưa chết, bỏ lên lò nướng đó. Chưa kịp la luôn. Trời ơi. Kể ra thì mình sẽ thấy là đó là tội nghiệp. Tội nghiệp. Đó nhưng là mà, tội nghiệp. Nhưng mà nếu không như vậy thì làm sao có những món ăn này. Ôi, mới nhắc có Nico luôn rồi. Sơ không ạ? À, sơ hả?
sơ là bên đào chúa. Đúng rồi. Thôi quay lại nào. Hồ Sư Lộc dường như đã nhận ra điều gì đó, giống như là những loài động vật mà khi bị con mồi săn á cả nhà, thường sẽ rất là tinh ý và nhìn xung quanh coi giáo giác coi có con mồi đang săn mình không để mà có thể chạy thoát. Thì Võ Sư Lộc bây giờ cũng đang như vậy á, đang ăn những món ngon trước á cả nhà rồi mới chạy đi. Lúc đó chạy đi cũng không tiếc. Đúng rồi, nhưng mà không ngờ Võ Sư Lộc đã bị tô bún mắm này bị dính với tô bún mắm á, và cuối cùng nó bị con mồi săn một cách dã man. Á lột bị loại thú dữ săn một cách dã man. Thú dữ là ai? Cô à? Cô Bông à? Thôi nói cô Bông như vậy thì cũng kỳ. Thú dữ là em đi. Em sẽ bắt anh hút nước bằng hết. Giống như chú ăn đúng gì còn chú muốn hậu còn tú. Dạ. Chú muốn còn đủ tú. Anh là cháu của cô Bông hả? Bốn mươi bốn nghìn. Dạ cảm ơn. À, nhìn tướng anh chắc ăn cũng khỏe lắm ha. Quyết định ăn bún mắm là sáng suốt rồi. Không khác. À. Cố gắng lên. Anh trai cổ vũ rồi, cố lên nào. Đúng là cháu của cô Bông rồi. Quá hay. Có sức rồi, có sức chiến đấu rồi. À. Nên mà xuống quyết định là không hút nước nha, là hết cả rồi. Ủa có sức gì kỳ vậy? Có sức, có sức là làm đầu óc minh mẫn ra để đưa ra những quyết định kịp thời và sáng suốt. Nói chứ cũng vơi nhiều rồi bộ. Ôi, mới biết heo quay rồi trời ơi. Tảng đá ngầm. Tảng đá ngầm trong truyền thuyết. Những tảng băng ngầm khiến cho tàu Titanic bị chìm. Sao? Thơm lắm nha. Nếu như mà anh cảm thấy nó ngon á thì anh hãy ăn từ đầu đi, đã cảm nhận được khi nó vẫn còn mơn mởn nhất, đừng để tới khúc sau giống như bún mắm xấu kiện. Quyết quay càng phồng lên á, nhớ không có phần này hằng rồi. Không có người phụ mình rồi. Thân gia cách cảm chuyển tới quận 10. Đó hằng sẽ suy nghĩ là sao tự nhiên mình lại bị nhột nhột nhỉ? Chắc là người anh của ta đang gọi ở đâu đó. Cảm giác một luồng điện vừa mới chạy qua trong não của mình. Mình thấy hơi mặn mặn rồi. Chạy thôi. Chắc người anh rồi chạy. Không, thằng không chạy đâu. Thằng kêu hay mình giả vờ ngủ tiếp đi ha. Nhắm mắt lại thôi, coi như không biết gì. Lấy về nhắn tin. Ủa Lộc đấy, anh ăn muốn mắm đúng không? Sao hả Sương hả? Cùng gân. Nó xấu cái lưỡi nó lại. Nó không nói với em được. Happy. Happy kìa. nhờ chú ăn trợ giúp nào. Chắc chú ăn được này đâu. Ông muốn mắm á. Người nước ngoài mà người ta không ăn thích ăn mắm đâu. Không thích ăn mắm và sầu riêng. Là mình nhớ tới một chỗ bán cái gì phô mai á, mà họ có chia sẻ về phô mai thúi. Thì đó à, anh Vũ ở Pháp nhớ không? Anh Vũ nói là nếu như mà ở Việt Nam mình á ghét mùi phô mai thúi như thế nào thì ở bên nước ngoài người ta cũng ghét mùi sầu riêng như thế đó. Cái vị bún mắm của cô nó là sao anh? Nó làm anh muốn ác tỳ quá. Thôi che miệng lại nha, đừng để bún nó nằm ở ngay ống camera của em. Mật quá nhiều quá nhà ơi. Giớt là mật sấy. Mật sấy này anh thấy sao? Mật rất là giòn. Nó có ngon bấy bái không? Ngon toái lưỡi. Ngon toái lưỡi. Ngon toái lưỡi. Mùi á. Tôm rất là bự luôn. Dạ. Đây. Đây là trái tim để mình dành tặng tới các fan thân yêu. Ồ, hay đấy. Bạn mà không có fan là tới ăn phụng bây giờ. Nói chứ em tôm dữ vậy. Thì một phần là hai con. 8 con. Nói với em tới giờ em cũng tới náo quá anh Lộc ơi. Đúng rồi. Anh hiểu cảm giác của em mà. Thì anh đã từng tới nái và anh quay clip cho em. Clip nó sẽ cố gắng phải gồng lên á. Cầm máy quay. Mắt mở nhưng mà trong lòng đã thiêu thiêu rồi. Cảm giác á,
chỉ muốn người ăn ăn thật nhanh thôi, ăn đi đúng rồi đó. Nhưng không sao, vị khán giả và những cuộc nói chuyện anh em mình gửi đến khán giả. Ồ, mém rớt hả? Pha vừa rồi mém rớt. Wow, thêm vài cộng giá có chết chóc gì đâu mà lùm liếc ghê quá vậy. Tới giờ hết mà rồi. Gần hết rồi, gần hết rồi. Yeah. Cá mình cũng phải lấy ra ngoài để cho nó không có xương. Heo quay nào, ôi heo quay có cái lớp sụn kìa, nhưng mà cái sụn này không có nhai được đâu, vẫn còn cứng lắm. Thôi chứ quên lại, hồi đã lỡ nói cá rồi biết sao giờ, ta ăn thôi. Ồ, đó cái dù ở đây ngồi cẩn thận nha. Nhìn cái ở đây biết nên cô đã cột mấy cái dù lại với gió hỏi hỏi đúng không cô? Ôi. Đó, mấy là mấy em đông đó. À mấy anh bay min. Nên mình có thể đặt qua app ha. Tên là gì cô Bông? Cô Bông bún mắm luôn. Từ trước giờ cũng có một tên. Cô Bông bún mắm. Dạ dạ. Ba mấy năm nay là cũng có một tên đó thôi. Cô biết mình em đó là đặt bút tích cái này. Dạ. Thôi mình cứ làm đúng phần đi. Dạ. Chứ mình làm ít quá thì sợ các bạn xem sẽ kêu là sao 55.000 bốn tô mà. Đúng rồi. Mình phải làm đúng đi, chân thật đi nào. Đúng không? Đúng rồi. Mới đầu anh nhìn này em biết giống gì không? Bao tử cá? Không. Cá phi lê? Không. Giống... À bắp. Bắp non. Bắp non, bắp non. Bắp non trong cái món chay á. Đúng rồi, anh quay qua vậy em nhìn kỹ em mới thấy giống. Sấy. Dạ. Mực sấy lạ. Mực sấy cô Bông ăn rất là ngon cả nhà ơi. Tới ăn mình phải trải nghiệm đi nào. Ước gì cô Bông thiếu mực mình sẽ đưa lại cô Bông những con mực ở đây. Sao được, ăn nhiều quá nên bị lắc não rồi đúng không? Lút rồi, lút não rồi. Đúng rồi. Thôi, không ăn hết thì thất bại đi. Thất bại là mẹ thành công. Bây giờ y chang cậu bạn Thiên. Cậu bạn Thiên ăn ban đầu rất là im ắng. Nói cũng sầu. Nói trên trời dưới đất hả? Không biết cậu bạn Lộc có như vậy không? Cần rồi. Thôi ăn đi rồi dưỡng sức thôi, tới chiều mai chứ là đẹp. Đúng không anh? Đúng rồi. Sắp hết chưa? Để mệt xíu không? Hay ăn luôn? Ăn luôn. Mình ăn hết mấy heo quay này. Cảm giác nó sẽ thanh thản ở trong đầu mình lắm. Đúng rồi, chỉ còn lại bún thôi. Yes. Cả nhà nhớ không? Những miếng heo quay mà cả nhà đi ăn ở ngoài tiệm á, ta có thể sẽ lấy một hoặc là hai miếng, nhưng mà đâu có miếng nào mà nó bự như vậy đâu đúng không cả nhà. Ở đúng rồi, phần của cô là bán một miếng bự vậy luôn. Em kêu mà anh Lộc không hiểu gì hết à. Ý là cái này nè, nếu mà khách ăn rồi cô sẽ chặt ra, nhưng mà vẫn là như đây trọng luôn như đó à. Chứ không phải là em lấy thêm cho anh. Đúng rồi, em bảo anh đây có làm người em rồi. Bởi vậy miếng cô bán ở đây rất là to. Em để xin lỗi anh. Em đang nói chuyện giờ hết bún rồi. Gần hết bún hả? Đúng rồi. Vui quá. Xem ra thử thách này khó, bỏ siêu lọc quá. Nên thanh niên ăn gần hết bún, thanh niên cũng vui mừng. Tại vì nước là mình thấy là mình không hấp được rồi cả nhà. Mình đã cảm giác được cái vị tăng trong ở trong người mình rồi. Nước có mặn quá rồi đúng không? Mình gần lên cơn tăng xong rồi. Mình sợ mình sẽ không chạy về nhà được. Mà lát lên xe bỏ siêu lọc chạy 80 km giờ cả nhà. Cái mắt mình kiểu giống như là kiểu đó, tăng xong nó làm cho máu á dồn lên. Cái mắt mình rõ hơn, cảm giác 80 mà giống như mình đang chạy 10-20 hả? Trời ơi. Xử lý tình huống rất là chuẩn. Anh em mình đã tấp vào bệnh viện quận 1 ở đây. Này á, xử lý chuẩn tấp vào bệnh viện luôn. Gì? Xử lý chuẩn xong tấp vào bệnh viện. Bên đi Hùng thì cũng cũng còn hơi no cả nhà. Nên cảm thấy phiêu theo Võ Sinh Lộc. Kiểu như Võ Sinh Lộc nghĩ là 80 cây chỉ là 10 với 20 cây Võ Sinh Lộc, còn mình thì mình nghĩ tầm 30-40. Anh em phiêu phiêu đua. Lớn chúng ta là lớn chúng ta nữa. Chúng ta là lũ quỷ. Ở tận rừng xanh, ở tận suối cao, ở nguồn núi sâu. Ấy, ở tận núi cao, ở nguồn suối sâu. Ta phải lũ thành thiên thanh. À, như cây sương rồng chỗ qua. Na tiên thanh. Là tiên thanh ăn tôi trắng rồi em ơi. Đây. Có bình nhiều quá. Có lần rồi. Quỷ rồi này. Quỷ rồi này cả nhà.
Lộc, em giữ cho anh chụp nha. Trời. Nước của em anh làm gì anh Lộc? Nước của em bỏ về sao em uống? Em chưa chụp. Chụp à? À. Anh úp quá. Ra đi nào em ơi, ra đi. Trời ơi, nước của anh ấy. Phải rồi rồi. Choáng rồi, rồi bị choáng. Trời chết luôn. Đó, còn nước mà. Chút thôi. Còn nước mà. Nó vô đó là nó sợ quá, nó cũng vải đái nó rồi. Mày. Mày rồi. Ác vậy. Kiểu chết trong câu báu của em. Đúng rồi á, mình làm vậy mình cũng không muốn đâu. Mình đang rất là khát. Nhưng mà cái con ruồi này nó quá quá nắp lại. Nhưng mà mình sẽ dùng cái chai đi để tránh trường hợp có một số người người ta uống chết luôn. Chắc là ba mẹ của con ruồi này sẽ đăng tin tìm nó. Nè. Không. Phải không? Đúng không? Chắc là ba mẹ nó sẽ đăng tin lên mạng truyền thông ruồi á để kiếm nó không? Rồi. Ôi anh ăn này tới đây là nước cũng bơi đi nhiều rồi nè. Đúng rồi. Mà cảm giác giờ mặn lắm cả nhà. Mình không thể hút hết nước đâu. Vì sức khỏe nên mình tin là cả nhà sẽ thông cảm cho mình. Vì tương lai ngày mai và vì một người con gái. Người con gái. Đó, tới giờ rồi, tới giờ rồi. Không có bài nào bài như vậy đâu, anh đừng có suy nghĩ nữa. Trời ơi là trời. Có gì? Người đàn ông tham lam chính là anh. Ăn phải chừa sức để mà vì người con gái tương lai của anh chứ anh Lộc. Người con gái. Nổ đi đúng dây. Đi đúng dây luôn cả nhà. Mình nhớ ra điều đó mà mình chưa ghép vô được. Trai còn hai tờ giúp cho anh về. Trai có chim dây không? Cảm ơn. Còn hai tờ giúp cho. Cảm ơn nghe. Gì? Người anh yêu tin rất vào lúc trưa hay bán chiều. À. Người tôi yêu mà. Người tôi yêu. À. Không phải người con gái đâu. Không lẽ mày con trai. Thì anh đang tính hát bài. Thì anh tính ghép vô. Đâu phù hợp đâu ghép. Yeah. Tính đổi lời của người ta. Anh không biết rồi, có một bài. Người con gái rất hay cười, nhưng luôn chất chứa những nỗi buồn. À. Này. Chốn sâu là em đó. Em biết không? Quá xin lỗi. Quá dữ. Nhà thấy không, cái mực nước của tao bún ban đầu nè, lên tới đây rồi. Các bạn biết tại sao mình ăn, mình không hút hết nước là một phần vì mặn. Hai là vì mình phải chừa bụng để mình uống cái nước kia vào để dập cái cơn mặn trong người mình đi. À. Thì mình ăn no quá mình uống cái, mình không, bao tử mình sẽ không đủ chỗ chứa cái lượng nước cho tiếp theo chữa cơn mặn đó. Ừ. Nên quay clip á, có nhiều món thì anh em mình xin phép từ đầu luôn. Tại vì anh em mình biết là khả năng mình đi lâu dài mà, không thể vì một hai clip mà mình đánh đổi như vậy. Nhưng mà nhớ lại clip lẩu mắm Bình Hùng quá đánh đổi rồi. Một like cho người em của ta. Nếu đó em cố gắng em hút cũng hết á. Nhưng mà đi đường xa mà còn ăn như vậy, gặp hai ngày, hai món một ngày nên không được đâu. Phải luôn. Rồi hết cái đó là xong ha. Đúng rồi. Rồi. Xong. Hết luôn cả nhà. Ồ, nó kèo nèo kìa. Ok. Xuất sắc. Rồi. Cái đũa, đũa. Rồi. Nhà nút hết rồi nhận xét nha. Ok. Nhận xét luôn đi. Rồi nhận xét đi anh. Hôm nay mình đã đến với chợ Tân Định và đến với các anh em quận nhất rồi đây. Các anh em quận nhất ơi, các bạn là khu vực trung tâm á, nên các quận khác sẽ luôn luôn hướng về các bạn. Như những ngày lễ, những ngày mà có những cái SEA Games, tin vui, những ngày đi bão này kia, pháo hoa đó, thì các bạn hãy đừng buồn vì anh em mình hay quay ở những quận khác mà ít quay ở quận nhất, tại vì quận nhất mãi đỉnh rồi. Hôm nay mình đã quay lại với quận nhất với món bún mắm, thì mình cũng thấy đó là chất, đó là bún mắm cô bông. Từ cái lượng topping có mực nè, tôm nè, có heo quay nè, đặc biệt là có cá nữa cả nhà, cá lóc. Thì những cái miếng cá lóc đó mình
cũng đã để ra phía ngoài á, nó hơi lâu rồi nên mình chấp nhận làm phèo cá lóc luôn cả nhà ơi, tại vì cá nó vừa lâu quá nó bị tanh nữa. Thôi lỡ phèo rồi mình nói luôn cho cả nhà biết là xin lỗi cả nhà, mình đã phèo rồi. Thì nhận xét về cái món nước đi thì nó rất là đậm đà, các bạn ăn á các bạn có thể dùng cái nước đó để mình trụng với rau mình ăn vào. Mình ăn vào thì nó sẽ làm cho cái món ăn á nó rất là bắt vị. Ở đây thì sẽ có rau đắng nè, có bông súng nè, rồi có bà khía nè, nó rất là hấp dẫn cả nhà. Thì một phần như vậy chỉ có 55.000 ở khu vực trung tâm quận nhất, rất đáng để các bạn trải nghiệm. Và nếu bạn tới đây các bạn không thích ăn bún mắm á, thì các bạn có thể ăn bún Thái, bún măng vịt nè, cũng nhiều người ăn nha Hùng. Dạ đó, có mì Quảng nữa. Rồi nói chung là rất là đa dạng. Rồi có dịp ghé qua chợ Tân Định, hãy ghé ủng hộ cô Bông với món bún mắm và những món khác nữa nha. Ok, cảm ơn. Đây xét của Võ Sư Lộc, vợ tôi bún mắm, Võ Sư Lộc đã cố gắng để ăn hết cái cả nhà ơi. Còn nước thì xin phép nha, vì ảnh hưởng đến sức khỏe lâu dài á. Thì anh em mình có cái fanpage trên Facebook, nếu như người yêu mến thì muốn cập nhật các sự kiện mini game event thì hãy like và theo fanpage để ủng hộ kênh mình nha. Link mình sẽ để phần mô tả. Và mọi người hãy đăng ký kênh Funny Hùng Vlog và kênh YouTube của Võ Sư Lộc. Đừng quên TikTok của anh em mình là Funny Hùng 116 và Võ Sư Lộc. Và hai TikTok ngắn là Funny Hùng Võ Sư Lộc và Võ Sư Lộc Funny Hùng. Trong thời gian sắp tới, như các bạn có bất cứ thách nào thì hãy để lại bình luận dưới comment, mình sẽ xem xét và đưa những bình luận phù hợp nhất để làm clip cho các nhà cùng thức nha. Ok, xin chào các bạn.